Sau thời gian dài rớt giá, hiện nay bà con nông dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai phấn khởi vì giá chanh dây đã tăng trở lại, dao động trong khoảng 12 đến 13.000 đồng ký chanh xô. Đáng chú ý, nhiều hộ dân sản xuất chanh dây đạt các tiêu chuẩn an toàn chất lượng xuất khẩu, còn được các doanh nghiệp, hợp tác xã thu mua với giá cao hơn khoảng 20 đến 26.000 đồng một ký. Giá chanh dây tăng, bà con nông dân phấn khởi thu hoạch bán để sắm sửa chuẩn bị đón Tết. Tỉnh Gia Lai hiện có hơn 5.000 hecta chanh dây, trong đó gần 900 hecta đã được cấp mã số vùng trồng. Định hướng đến năm 2025, tỉnh Gia Lai sẽ phát triển mở rộng diện tích 25.000 hecta. Chanh dây được xác định là một trong 4 loại cây ăn trái chủ lực được tỉnh Gia Lai định hướng xuất khẩu.